Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh youtube Trang Trang TV Và tôi là Hoàng Dôn Bây giờ thì đang là 8 giờ sáng của ngày 18 tháng 10 năm 2021 Và tôi câu tôi quay trở lại câu chuyện drama một tẹo Đó chính là cái câu chuyện mà CEO Phương Hằng tố bị hành hung ngay trong trụ sở của công an thành phố Hồ Chí Minh Câu chuyện này đang rất nóng ở trên cộng đồng mạng tôi đã clip rồi và tôi có phân tích cho các bác rằng là câu chuyện này rất khó tin rất khó tin à, nhưng mà nhiều người thì có nói rằng là anh có biết vụ đường nhuệ không? đó vụ đường nhuệ là có hành hung người ngay tại trụ sở công an và công an thành phố hồ chí minh là tại sao lại không thể như thế? Thế thì báo cáo với các bác rằng là cả một tối qua cộng đồng mạng thì lùng để truy lùng những luật sư của võ hoàng yên để mà à, tên để mà nọ kia đó còn tôi thì tôi thích cái kiểu như là mình sẽ nghe hai tay hơn và mình phân tích những cái gì nó mang tính logic để mà có thể rằng là xác định được ít nhất là phần lớn cái sự thật ở đây nó là cái gì ngay trong tối hôm qua thì phải nói với các bác rằng là ngay trong tối hôm qua công an thành phố hồ chí minh cũng đã chia sẻ với cả kênh 14 một cái bài như thế này để các bác có thể là nhìn rõ đọc kỹ đây trên tờ kênh 14 đó là công an thành phố Hồ Chí Minh khẳng định không có chuyện bà Nguyễn Phương Hằng bị nhóm người của ông Võ Hoàng Yên hành hung đó. thì tối ngày 17 tháng công an điều tra đơn của bà Phương Hằng hay còn gọi thần y đấy có hành vi đấy đó và theo đó chiều cùng ngày thì bà Nguyễn Phương Hằng đã livestream ở trên mạng xã hội nói về việc trong sáng ngày 16 tháng 10 đã tới trụ sở của phòng cảnh sát hình sự PC02 công an thành phố Hồ Chí Minh để làm việc và đối chất với ông Võ Hoàng Yên cùng nhóm luật sư gồm bốn người của ông này bà Hằng cho hay quá trình làm việc trong phòng thì 5 người nhóm của ông Võ Hoàng Yên đã hành hung bà theo bà Hằng thì một cán bộ công an đã tới và phải gọi điện cầu cứu thêm một vài cán bộ khác để giữ gìn trật tự trong livestream tối thì bà Phương Hằng đã yêu cầu trích xuất camera an ninh để làm rõ sự việc và tối cùng ngày thì nguồn tin nhé Tối cùng ngày thì nguồn tin của của phóng viên từ công an thành phố Hồ Chí Minh khẳng định không có chuyện bà Nguyễn Phương Hằng bị nhóm người của ông Võ Hoàng Yên hành hung tại trụ sở. Đó. Đây là cái thông tin à, chính thức ở trên báo nha các bác. Tôi thì nghĩ là câu chuyện thế này cũng như tôi phân tích lần trước thôi. À, có mấy cái tôi sẽ trả lời câu hỏi các bác. Đầu tiên ấy, nhìn xung quanh qua tôi thấy cái sự kiện này là rất khó hay rất khó có thể là một chuyện ở mức độ 1 nhưng người ta vống lên thành 10, thành 100, 1000 lần để mà thiên hạ có cái để bàn tán. Nhưng tôi sẽ bạch cho cái cái này ở đây cho các bác, các bác chú ý một chút. Đây có thể là một cái vụ không phải là là xô xát, không phải là hành hung. Nó gọi rằng là lớn tiếng với nhau. Để chúng ta đã biết bản thân siêu vương hàng khi nói chuyện livestream hay mắng chửi ai thì các bác đã biết rõ tính của siêu phương hàng rồi cho nên trong cái buổi làm việc đó có thể rằng là có cái sự to tiếng với nhau và từ đó là nhân cơ hội đó thì aloso aloso <laughs> đúng không ạ thì tôi hay ví dụ thế này giống kiểu công an đánh dân đấy các bác chiêu bài của những người mà chúng tôi hay gọi rằng là trí phèo thời hiện đại nó như vậy trong những cái vụ công công an đánh dân ấy người ta sẽ bẫy công an bằng cách như là đầu tiên là giả vờ ngã sau đó va vào người công an sau đó là vừa người công an vừa sẽ phản xạ sẽ đỡ lại thế này thì họ lập tức họ sẽ kêu lên rằng ôi trời ơi công an đánh dân ôi trời ơi công an đánh dân thế là người khác khi mà quay video clip lại đưa lên mạng thì như thế là làm xấu mặt công an đây là chiêu bài của đội việt tân rất hay dùng đó của đội việt tân rất hay dùng và những người chống đối họ không làm gì được mà họ sẽ dùng những con bài ăn vạ kiểu như thế và cái câu công an đánh dân là rất kinh thì ở trong cái sự việc này nó cũng tương tự gần như vậy khi mà chỉ có một cái sự to tiếng như một người bắt đầu rằng là xông ra hoặc là ngất hoặc là nọ kia vân vân thế là tạo ra một cái hiện trường nó trầm trọng hóa vấn đề tôi thì rất khoái nếu như có camera tôi không biết rằng là cái phòng làm việc này của anh ấy có camera hay không nhưng nếu mà không có camera thì tôi sẽ thấy thế này bởi vì sự thật khi đưa ra camera trích xuất camera thì sẽ rất là rõ sẽ rất là rõ nhưng nếu như ấy, mà cái phòng đấy không có camera thì các bác tưởng tượng rằng giống như kiểu một cô gái ấy, ấy khi mà muốn lừa một anh chàng nào đó để mà báo công an ấy, hại đời anh ta thì khi lừa trong phòng chẳng hạn thấy không có camera thì bắt đầu giật tung áo lên này vân vân sau đó là hét ầm lên là ôi tôi bị hiếp dâm tôi bị hiếp dâm tôi bị hiếp dâm thế thì toàn bộ cái đó nó trở thành một cái mà nếu người bình thường không tinh ý mà bị dồn nén về cảm xúc thì lúc này sẽ nghi oan người người ta sẽ nghi oan người ta đấy các bác đấy là các bác có thể thấy rằng là có rất nhiều tình huống xảy ra cho nên chúng ta cứ nhìn qua từng trường hợp một còn tôi nghĩ rằng á là có mấy lý do nhiều bác sẽ nói rằng là anh đã nhìn vụ đường nhuệ chưa rất nhiều người lấy ví dụ vụ đường nhuệ ra và thú thật để trả lời cái câu hỏi đấy của các bác tôi cũng không biết trả lời thế nào ngoài cái việc rằng là cười cười thôi tại sao tôi lại cười là bởi vì rằng nhiều người hình như là họ dùng cái lý lẽ rất rất buồn cười Đã bình thường thì ceo phương hằng của họ là một người đảm bảo mạnh mẽ một người đảm bảo quyết liệt một ceo toàn năng thế nhưng mà trong cái chuyện này thì tự dưng họ lại biến ceo của họ trở thành như một con thỏ à, như một con thỏ yếu đuối cô gạch và bị bắt nạt <laughs> các bác thấy không rất nghịch lý nhé trong trong những trường hợp khác thì họ coi rằng là đây là một người đàn bà không sợ bất cứ một thứ gì ở trên đời này thế nhưng mà trong trường hợp khác thì họ coi CEO của họ như là một con thỏ không làm gì cả và bị hành hung có tin nổi không đó bởi vì không thể ví dụ vụ, cái vụ đường nhuệ ở đây được bởi vì vụ đường nhuệ thì thì đường nhuệ đã nổi tiếng và có cái mối làm ăn bất hảo và thậm chí rằng là họ có mũi móc nối với chính quyền và việc này không thể nào ngay một ngày một ngày hai không thể nào ngày một ngày hai được và nó phải là nó phải là từ từ hàng chục năm cả chục năm ở đó thì người ta mới bắt mối quan hệ và người ta mới có thể là thao túng cảnh sát công an để mà có thể vào trong trụ sở đó để mà hành hung chứ không phải là trường hợp này là giống trường hợp khác được không bao giờ có chuyện như thế nha các bác các bác cứ để ý kỹ đi cái trường hợp của Đường Nhuệ thì anh ta đã có đến cả chục năm ở Thái Bình rồi. Cái địa bàn hoạt động của anh ta cũng phải ngay gần nhà và có mối quan hệ thân hữu với nhau. Thế nhưng trong trường hợp này là bên PC02 của công an thành phố Hồ Chí Minh thì họ có móc nối gì với cả là Võ Hoàng Yên hay không? Võ Nguyên là tỉnh khác mà. Và bình thường những người này có mối quan hệ làm ăn chi tiết để mà thân nhau hay không? Thì các bác phải suy nghĩ chứ. Và thậm chí rằng á, là trong cái phòng của PC02 nó không giống như cái trụ sở công an phường ở trong kia ở đây là có rất nhiều người và chả lẽ anh Võ Hoàng Yên này là anh ấy mua toàn bộ cả công an thành phố Hồ Chí Minh chẳng nó như thế là quy chụp đấy bác nào nó như thế là quy chụp đấy và như thế là rất dễ bị bị lên lên mời lên uống nước chè đấy và các bác là như vậy chúng ta không được phép nói như thế bởi vì không có chứng cứ hay dữ kiện gì cả và ở đây các bác có thể thấy rằng là ngay cả những luật sư kia họ cũng thừa biết cái việc đó có thể cãi nhau to nó không phải là cái biện pháp nó không thể là cấu thành được cái hành sự nhưng mà chẳng ai dạy gì đụng tay đụng chân hay thế nào đó ở trong cái phòng và ngay tại trụ sở công an chỉ có một kẻ mà thần kinh nó bị vấn đề nó mới có cái chuyện rằng luật sư giang hồ cái kiểu đó <laughs> nha các bác cho nên đấy là một cái rất là phi lý phi logic phi logic và tôi cho rằng là là đây là một cái gì, đó nó bị chuyện và việc này công an thành phố hồ chí minh tất nhiên là họ vui vẻ thì họ cho qua còn nếu mà họ thích họ làm căng lên thì họ có thể rằng là nói cái tội vu không được nó cái tội vu không được và xử lý được nha các bác và ngay cái việc này nó mang lại hệ quả rất xấu điều 331 bộ luật hình sự thì có quy định những điều đó và những cái việc mà lên mạng nói mà thông tin không đúng sự thật và gây ảnh hưởng tới tổ chức cá nhân và thậm chí ảnh hưởng đến an ninh trật tự tôi đã liếc qua nhiều comment và nhiều comment là bắt đầu rằng là đổ lỗi cho bên phía của công an thành phố hồ chí minh đó và các bác thấy nguy hiểm không thật sự tôi hỏi các bác có thấy nguy hiểm không khi mà người ta chỉ tin một giấc mơ tin một diêu của họ trong khi họ không tin vào chính quyền những người đang làm điều này ngay cả cái việc mà các bác có thể thấy rằng là uh, vụ kiện tụng với cả Võ Hoàng Yên thì thì sao ạ? Thì cái chữ ký giám định ở đó với theo đơn của siêu Phương Hằng thì là thì là Võ Hoàng Yên giả chữ ký nhưng bây giờ các viện giám định hình sự người ta đã giám định cái chữ ký đó là thật chứng tỏ rằng là siêu Phương Hằng đã nói sai sự thật cái việc này và khả năng thua là rất cao. Chính vì thế chỉ có thể rằng là bày ra thêm một cái gì yeah, chính là thế chỉ có thể bày ra thêm một cái gì đó không đó bày ra thêm một cái tôi không biết ví dụ thế nào nhưng mà có thể là bày ra một cái gì đó để mà tránh đi cái việc mà công an thành phố hồ chí minh chuẩn bị xử lý cái việc đó tôi chỉ nghĩ như vậy thôi bác sĩ nghĩ kỹ và ở đây tôi không bênh gì phó hoàng yên cả tất cả clip của tôi vẫn còn ở trên mạng và tôi muốn một cái điều là như thế này chúng ta không chỉ chặn một võ hoàng yên mà cái phương pháp chữa bệnh của anh ta là không thể nào mà, mà chính xác chữa được bệnh cả người ta đã đi tìm và người ta thấy rằng không chữa được bệnh nhưng công an cũng không thể nào mà nói rằng là anh ta lừa đảo chữa bệnh bởi vì có thể có người được người không và cái việc này chắc chắn và các cái bác rằng là chắc chắn là phải có bộ y tế vào và khi có những cái việc giám định liên quan đến cơ quan chuyên môn như thế thì lúc đó chúng ta mới ngăn chặn được hàng nghìn thần y ở ngoài kia. Hàng nghìn người cũng giống như là Võ Hoàng Yên đang lừa không biết biết bao nhiêu người. Và đó là hành động vô nhân tính và vô đạo đức. Vô đạo đức. Đó là cái điều mà mong muốn làm. Nhưng mà cái sự việc gì ra sự việc đó, chúng ta nhìn nhận rõ cái việc này Thì thấy rằng là cái cảm giác cây cú hơn thua nó không không có một cái gì đó nó bằng được bằng là một cái giải pháp một cách xử lý nó mang tính nền tảng mang tính nền tảng và mang tính căn cơ cốt lõi đó là cái điều tôi cần cả. cảm ơn tất cả các bác cảm ơn tất cả mọi người chúc các bác một buổi sáng tốt lành.